Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, uh, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi đinh hợi sinh năm 1947, Nam mạng trong cái năm 2025, năm ất tỵ Vậy thì trong năm 2025, năm ất tỵ với cái vận hạn là tỵ hợi là tương xung lại thêm cái hạn tam tai năm thứ năm thứ nhất là án ngữ thì vận trình của những người tuổi đinh hợi, Nam mạng sẽ ra sao? Cắt hung thế nào? trong cái năm này Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Quý vị thân mến à, Như chúng ta đã biết ý, Cái vận mệnh đời người 3 phần là do trời và 7 phần là do con người Nỗ lực tạo ra Và các cụ có câu là gì Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều đấy Thì ý nói rằng là gì Quý vị cần phải có nỗ lực phấn đấu Thì cũng sẽ có được những cái thành công nhất định Đến với cuộc đời mình à, Vậy nên cái giàu sang hiển vinh nghèo khó bần cùng phần lớn đều nằm trong tay của mỗi người À, các chuyên gia tử vi học cũng có nói muốn cải biến được cái số mệnh trước hết là cần phải điều chỉnh cái tư tưởng tu lại chính mình Đấy, tu cái hành vi của mình Đấy. À, khi mà bản thân chúng ta tu lại cái hành vi của bản thân ấy thì phúc từ tâm mà ra tâm từ bi thì có thể dung nạp hết thảy những cái phúc đức à, khi xem tử vi cho những người tử đinh hội sinh năm 1947 nam mạng trong năm 2025 năm Ất tỵ thì chúng ta thấy rằng bước sang năm 2025 năm Ất tỵ thì những người tuổi đinh hợi sẽ phải đối mặt với cái cục diện là tị hợi là tương xung tức là xung thế tuế đấy à, tuy vậy dù gặp phải năm xung tháng hạn nhưng mà vận khí của những người tuổi đinh hợi năm mạng vẫn được đánh giá là cũng là cũng là bình ổn ở à, cái độ tuổi này thì bản mệnh không còn quá phải tất bật ngược xuôi lo cái chuyện cơm áo gạo tiền nữa à, phần lớn thì có thể là yên tâm tận hưởng cái hạnh phúc tuổi già bên con cháu chỉ cần chú ý về cái sức khỏe là được đấy quý vị cũng nên suy nghĩ thoáng thì không có chuyện gì phải lo lắng cả. Nói chung ý, những gia chủ tuổi đinh hợi trong thời gian này nói chung là tuổi cũng đã cao rồi nên là quý vị cũng nên chú ý nhiều hơn về điều dưỡng thân thể đi lại phải cẩn thận và để nắm bắt rõ cái vận trình tử vi chi tiết của mình trong cái năm 2025 năm mất tỵ xin mời quý vị cùng theo dõi cái vận trình mà tử thông sẽ phân tích ngay sau đây cùng quý vị. À quý vị thân mến, chúng ta biết những người tuổi đinh hợi là những người sinh năm 1947 có thiên can là đinh, có địa chi là hợi. À, với nam nam mệnh tuổi đinh hợi thì có la số là âm nam, à, có ngũ hành nạp âm là ốc tượng thổ, cung mệnh là cung cấn thuộc thổ, được gọi là quá sơn chi chư có nghĩa là lợn con núi, có xương con heo, tướng tinh con rơi, con nhà huỳnh đế phú quý. À, thưa quý vị, à, năm 2025 năm ất tỵ thì nói chung ấy à, những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 ấy thì có nạp âm ngũ hành là ốc thượng thổ tức là đất trên vách ấy do thiên can là đinh gặp địa chi là hợi đinh hỏa gặp hợi thủy thủy hỏa là xung khắc à, nói chung ấy chi nó khắc can vậy nên những người tuổi đinh hợi thuộc cái lứa tuổi gặp nhiều cái trở lực và cái nghịch cảnh trong cái thời tiền vận trung vận và hậu vận của những người tuổi đinh hợi thì khá an nhàn nhờ được cái sự tương hợp của ngũ hành và thiên can địa chi cũng như là nạp âm vậy nên là gì cùng với cái sự phấn đấu của bản thân À, quý vị có thể vượt khỏi cái trở ngại để tiến đến cái thành công an hưởng tuổi già bên con cháu cũng như là gì những người thân những người thân thương của mình à, thưa quý vị những gia chủ tuổi nam mạng đinh hợi sinh năm 1947 ấy, thì năm 2025 năm ất tỵ thì đây cũng đã là 79 tuổi rồi gần 80 tuổi à, quý vị hãy nhớ rằng đừng có đánh đổi sức khỏe của mình để lấy những cái thứ ở bên ngoài cơ thể dù có kiếm được tiền thì cũng chỉ mua được thuốc uống chứ cũng không thể mua được cái sức khỏe của quý vị nữa hạnh phúc ở cái độ tuổi này làm gì có một cái thân thể khỏe mạnh là và gì luôn thấy con cháu khôn lớn trưởng thành bản mệnh hãy giữ cái tinh thần tốt bởi có được cái tinh thần tốt thì sẽ không bị ốm đau à, nếu mà có tinh thần tốt thì bệnh cũng sẽ gì bị tiêu tán hết vì vậy những người tuổi đinh hợi nam mạng trong cái năm 2025 năm bát tỵ thì hãy trao dồi cái tinh thần và cái nghị lực luôn vui vẻ tập thể dục thường xuyên duy trì cái chế độ ăn uống hợp lý làm việc và nghỉ ngơi một cách đều đặn thì có thể sống thọ Đấy, cùng con cháu. À, quý vị thân mến và để xét về cái vận hạn sức khỏe cũng như là công danh tài lộc sự nghiệp của những người tuổi đinh hợi thì chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ địa chi. Năm 2025 năm Ất Tỵ chúng ta có thì uh, Tỵ Hợi là gì? Tỵ Hợi là tương xung. Vậy nên trong năm 2025 những người tuổi đinh hợi nam mạng bị xung với thái tuế nó báo hiệu một năm để gia đạo bất ổn xảy ra những cái sự vụ nghiêm trọng khiến cho bản mệnh phải đứng ra lo liệu và gây ra hao tốn cái tiền bạc cũng như là gì hao tốn cái sức lực bên cạnh đó gặp với cục diện tị hợi tương xung ấy vậy nên cái công việc nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở à, gia chủ cũng cần phải là gì nói chung ấy gặp nhiều cái hạn tiểu nhân hãm hại ngắn đường cản lối khiến cho gì à, cái mối quan hệ nó dần trở nên bế tắc vậy nên ở trong thời gian này quý vị hãy hành động bằng cái lý trí đừng có dùng cảm xúc Tại vì hay nóng nảy mà các cụ nói là gì? Giận quá thì mất khôn. Vậy nên để hóa giải cái hạn thái tuế thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. À, kim bài thái tuế sẽ giúp quý vị và các bạn nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, nghênh đón cái vị thần cai quản của năm, à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 nam ạ. À thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can. Thì quan hệ thiên can chúng ta có gì? Đinh gặp ất, đúng không? Đinh gặp ất thì nó là gì? Nó là thiên ấn, nó là thiên ấn. À, như vậy là gì? Được cục diện thiên ấn nó chiếu mệnh. Vậy nên trong cái thời gian này thì cái công việc của những người tuổi đinh hợi cũng đã đạt được những cái kết quả, những cái thành tựu nhất định. Đấy, những kết quả đó thì cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức mà những người tuổi đinh hợi đã gì đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua vậy nên đây là một cái thời gian cũng có được cái thu hoạch nhất định đối với những người từ đinh hợi à bên cạnh đó thì chúng ta biết năm ất tỵ thì cái địa chi tỵ này này nó ẩn tàng ba cái thiên can là bính mậu và canh à chúng ta có đinh gặp bính thì nó là kiếp tài đinh gặp mậu là thương quan và đinh gặp canh thì nó là chính tài thì nó chính tài như vậy là trong năm thì vẫn còn cái hung tinh nó ẩn tàng nó vẫn còn hung tinh ẩn tàng là cái kiếp tài và cái ông thương quan đấy nhưng may mắn lại có ông chính tài nó gỡ lại được một chút đấy. thì chúng ta cùng xét nhá chúng ta có đinh gặp bính thì nó là kiếp tài Nói chung trong năm gặp kiếp tài lâm vận thì bản mệnh dễ bị tác động về tinh thần, dễ bị đau ốm suy nhược với cơ thể. À, nói chung ấy. ở Trong năm này thì quý vị sẽ gặp nhiều khó khăn. Đấy, à, công việc thì gặp nhiều trở ngại do có kẻ tiểu nhân quấy phá nó ngáng đường cản lối. À, có thể gia chủ sẽ bị tai tiếng thị phi bởi tiểu nhân chọc phá. À, các mối quan hệ trong năm thì cũng không được tốt, Đó, không được tốt. Và gì? Cũng dễ Ờ, cái kiếp tài nó dẫn đến tình trạng là tranh quyền đoạt lợi tranh tài đoạt lợi rất rất dễ rất dễ rất dễ xảy ra tình trạng mất tiền mất bạc à, thêm nữa chúng ta có đinh gặp mậu thì nó là thương quan lại gặp ông thương quan lâm vận vậy nên là dưới sự ảnh hưởng của thử của, của cái cục diện thương quan ấy nếu như mà những người tuổi đinh hợi không tận trọng thì cũng rất dễ bị lừa vì quá tên người thì ngoài ra bản mệnh cũng chú ý bảo vệ tài sản của mình kẻo lại gì bị mất mát à tóm lại cái ông thương quan và ông kiếp tài nó là cái hạn xấu nó cảnh báo mất tiền mất bạc hoặc là gì bị tranh quyền đoạt lợi cái công việc thì dễ bị kẻ tiểu nhân ngắn ngửa cản lối và dễ gì dễ bị mất việc hoặc là mất tiền đó. vì thế để bảo vệ bản thân mình cũng như là gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong thời gian này thì những người tử đinh hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 năm ạ. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về đinh mà gặp canh thì nó là chính tài. May mắn cho những người tuổi đinh hợi là có chính tài nó nâng đỡ nên là cũng gỡ gạt được phần nào. Tiền bạc thì cũng không phải lo. Những người tuổi đinh hợi nam mạng thì có dấu hiệu rất là khả quan. À, vẫn à, vẫn may là bản mệnh có cái khoản hưu trí nói chung là cũng khá là đều đặn và những khoản tích lũy từ thời trẻ nên là cuộc sống cũng không bị eo hẹp à, chỉ cần chú ý khi mà sử dụng tiền bạc thì sẽ giảm thiểu được những cái rắc rối không cần thiết à, thưa quý vị à, đó là cái vận trình tổng quan của những người tuổi đinh hợi những người tuổi đinh họ trong cái xét về cái mối quan hệ thương thiên can địa chi đó. thì nói chung ý, về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành thì đây là một cái năm mà cũng khá là vất vả chắc trở đấy đó à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận hạn của năm hạn của năm Thì những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 thì năm nay đã là 79 tuổi rồi 79 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao kế đô Gặp hạn năm là cái hạn diêm vương Và đặc biệt năm nay là năm đầu của tam tai với những người tuổi gì? Với những người tuổi hợi mão mùi nhá Nên những người tuổi đinh hợi cũng không thể thoát khỏi được cái hạn này à, Chúng ta đã biết ý, gặp cái hạn tam tai Tam tai là tai nạn, tai hạn 3 năm liên tiếp Nó gặp nhiều cái bất chắc khó khăn cho cuộc sống từ tiền tài đến sức khỏe đến tinh thần những người tuổi đinh Hợi sinh năm 1947 năm nay ấy, thì khó tránh khỏi những cái điều không may, những điều xui xẻo đặc biệt là về gì, về sức khỏe. Đấy. Vậy nên trong năm nay ấy, thì quý vị cũng đừng làm việc gì quá lớn và đừng có tham tham quá. Đấy. Quý vị hãy gì, nếu mà đang làm cái gì thì cứ làm yên cái đó và gì cũng nên để giữ gìn sức khỏe, tập trung vào sức khỏe, tập trung vào các mối quan hệ của mình là chính. Đấy. Là sao mà là gì, giúp cho gia đình được êm ấm, hòa thuận là được. À, bên cạnh đó thì cái hạn tam tai cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cái tài lộc của quý vị đấy. À, tiếp theo thì chúng ta xét đến cái sao hạn đúng không ạ? Cái sao hạn thì những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 nam mạng ấy thì 79 tuổi. Ấy. 79 tuổi gặp cái sao kế đô này, đúng không ạ? Cái sao kế đô. Kế đô nó là một cái hung tinh. Các cụ có câu là gì? Kế đô sao ấy rông dài, chia tay đôi ngả, không mong tao phùng. Tháng 3, tháng 9 bão bùng, nhức tai đau óc khốn cùng xác thân. Thì cái sao này nó xấu vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch. À, đây được coi là một cái hung tinh với cả nam và nữ Chính vì thế, những người tuổi đinh hợi nam mạng sinh năm 1947 ấy, năm nay bị kế đôi chiếu mệnh nên là rất là xấu. À, cái gặp sao hạn này thì mưu sự khó, khó mà thành được. Đấy, à, trong năm thì lại gặp nhiều cái chuyện xui xẻo không đáng có, nhiều cái điểm báo xấu nó có thể xuất phát từ gia đình hay là từ bất kỳ những điều gì xung quanh. À, trong năm thì quý vị hay vướng phải những chuyện thị phi, các cuộc cãi vã và xung đột không hồi kết. Do đó, à, bản mệnh cần phải cực kỳ cẩn thận trong các mối quan hệ xung quanh cái sao này nó ảnh hưởng và nó xấu nhất vào cái tháng 3 và tháng 9 năm lịch. Vậy nên quý vị phải hết sức lưu tâm và đề phòng nhé. Tiếp theo chúng ta xét cái hạn năm thì 79 tuổi nam mạng thì sẽ gặp cái hạn năm là cái hạn Diêm Vương, hạn Diêm Vương, đấy, Diêm Vương. Cái hạn Diêm Vương này nó bất lợi đối với nữ hơn là với nam. À, tuy nhiên, đây cũng là một cái sao xấu đối với cả nam mệnh và nữ mệnh. À, những gia chủ tử đinh hội cũng cần phải hết sức cẩn thận với những cái việc liên quan đến giấy tờ, ký cáo hay là gì, pháp luật, kẻo lại gì, mang họa vào thân. Thì ngoài ra, những người tuổi đinh hợi năm mạng trong thời gian này cũng hay bị đau yếu và gì nếu mà có chữa trị ý, thì cũng gì rất là lâu mới khỏi bệnh được vì thế để hóa giải cái sao hạn này hóa giải cái sạn kế đô này cái hạn diêm vương này và cái hạn tam tai này cho những người tuổi đinh hợi thì trong năm 2025 nữa tị quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quan pháp bảo minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó là bằng bạc đúng không ạ À, trên sáu cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú và phía trong cái cái viên cầu pha lê ở giữa này, này nó có một cái chú gọi chú bát nhã tâm kinh đây là một cái thần chú giúp tịnh tâm an nhiên giúp khai sáng trí tuệ giúp cho quý vị có được cái sức khỏe khỏe mạnh bình an và may mắn và đây là một cái vật phẩm phong thủy của nhà Phật nó có tác dụng trực tiếp là hóa giải những cái vận hạn xấu của năm như là cái hạn sau cái đô cái hạn diêm vương và cái hạn tam tai à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm ạ. À, thưa quý vị, à, bên cạnh những cái sao xấu, xấu này thì những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 thì trong năm 2025 nữa ớt tị thì có lưu niên bệnh nó nhập mệnh. Lưu niên bệnh nhập mệnh vậy nên trong năm nay thì sức khỏe của gia chủ cũng thì không được lợi cho lắm, đấy cũng không mấy khả quan, à, nhiều cái vận hạn trong năm nó sẽ khiến cho gia chủ sức khỏe bị giảm sút, à, giảm sút trông thấy rõ rệt luôn. À, quý vị cũng cần phải đề phòng những cái đột quỵ hoặc là những cái, cái bệnh tật bất ngờ được kéo đến. À, nói chung ấy trong thời gian này quý vị tuổi đã cao rồi gần 80 tuổi rồi mà vẫn phải đứng ra lo liệu mọi việc dẫn đến tổn tham về sức lực là cái điều khó tránh khỏi quý vị cần phải chú trọng chăm sóc cái sức khỏe cả tinh thần lẫn thể chất thì sức khỏe mới có thể được ổn định lâu dài à, khi đi lại cũng cần phải cẩn thận cái tai nạn xe cộ cả nó bị thương tật không đáng có đó à, thưa quý vị như vậy là từ cái mối quan hệ thiên can địa chiêm dương ngũ hành cũng như là cái vận hạn thì cho thấy năm 2025 năm bất tỵ thì những người tuổi đinh hợi 1947 nam mạng chịu tác động của lưu niên tương xung vận khí thì không không được xuân sẻ cho lắm bản mệnh phải chịu nhiều cái áp lực tâm lý vì những cái chuyện không ưng ý lâu ngày sẽ dẫn đến là sự suy nhược về cơ thể tình trạng ốm đau bệnh tật cũng diễn ra liên miên đi lại thì cũng cần phải cẩn thận trong chuyện xe cộ à, trong năm thì gia đạo nói chung là hoặc là tình cảm ấy, cũng có nhiều cái xáo trộn gia chủ sẽ phải hao tâm tổn trí khá là nhiều à, những người tuổi này thì có điểm báo là hao tài tốn của khá rõ rệt trong năm 2025 nếu bản mệnh vẫn còn nặng lòng với việc kinh doanh buôn bán làm ăn ấy, thì trong năm nay cũng sẽ gặp nhiều bất lợi thậm chí là trắng tay nếu mà không toan tính cẩn thận do là gì gặp cái ông kế đô ông diêm vương và ông tam tai thêm nữa lại cục diện tương xung nữa ăn ngữ nữa tất nhiên là rất là xấu do đó các giao dịch tài chính trong năm ấy thì quý vị đều phải cẩn trọng tốt nhất là nên đợi thời cơ thích hợp hơn là gì mù quáng mà đâm đầu vào đó đó là tổng quan vận hạn của những người tuổi đinh hợi sinh năm 1975 ạ À, thưa quý vị, ngay sau đây thì để biết rõ hơn về cái vận trình chi tiết thì chúng ta cùng xét theo từng tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 xem là những người tuổi đinh hợi vận hạn ra sao, công danh sự nghiệp thế nào và có cái điều gì khiến quý vị cần phải lưu tâm trong cái thời gian này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về vận trình tử vi của những người tuổi đinh hợi trong cái tháng riêng. Tháng riêng là tháng 1 dần, đinh hợi, năm mạng nhé. Thì với năm mạng tuổi đinh hợi trong cái tháng riêng hôm này ấy thì chúng ta có lưu niên lâm quan nó nhập mệnh điện lâm quan nhập mệnh nó cho thấy rằng trong tháng này quý vị sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trên mọi khía cạnh uh, của công việc cũng như trong cuộc sống đấy bên cạnh đó lại có ông đà la đà la và gì cái quan phủ nó ăn ngữ nữa nên trong thời gian này ấy, nó cũng sẽ gây cản trở tổn hại cho bản mệnh nhất là về sức khỏe đây rằng ở cái tuổi này sức khỏe của gia chủ cũng đã suy yếu do cái hệ thống miễn dịch nó ngày càng nó suy giảm và có dấu hiệu các bệnh tuổi già nhưng mà cũng là do À, những gia chủ tuổi đinh hợi ấy, trong thời gian này đôi khi lại quá chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay là gì. Một số người vẫn còn phải nặng lòng vì gia đình vì con cái. À, vậy nên gia chủ cần phải chăm sóc tốt đấy cho cơ thể của mình, giữ cái chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao vận động à, và gì à, có một cái cái, cái 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 tập thể để sinh hoạt như các câu lạc bộ của tuổi già để quý vị có thể là gì có cơ hội giao lưu gặp gỡ cùng, cùng mọi người mới. Bên cạnh đó trong cái tháng đầu năm này thì những người tuổi hợi năm mạng hãy gì dè chừng xuất hiện uh, của cái gì của cái ông quan 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 phủ này, này đấy nó mang họa vào thân quý vị tuyệt đối không nên ký kết giấy tờ thay ai cũng như là gì không làm những việc phạm pháp, pháp đó. À, nói như vậy không phải là cái tháng này toàn gặp những điều xui rủi đúng không ạ bên cạnh đó thì vẫn có những cái may mắn với những người tuổi đinh hợi trong thời gian này do là gì có ông đục hợp nó tương trợ cũng như là gì cái thị, lưu niên phúc đức và thiên đức à, nói chung ấy quý vị gặp họa khó khăn do cái quan phủ và cái đà la nhưng mà lại may mắn lại có thể có phúc đức thiên đức cũng như là lục hợp và cái lưu niên lâm quan nó nhầm mệnh nên đây cũng là một tháng mà cũng được coi là có quý nhân tương trợ giúp đỡ may mắn đẩy mình nói chung là nam mệnh thì may mắn hơn nữ mệnh nên đây cũng là một cái tháng khá là tốt nhé tốt tiếp theo chúng ta xét đến tháng 2 âm lịch tháng 2 âm lịch đó là tháng kỷ mão tháng kỷ mão chúng ta được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp đó. À, thêm nữa trong tháng này lại có liên quan tới nhập mệnh lại có gì tam hợp này, lộc tồn này, bác sĩ này, đó, tam hợp lộc tồn bác sĩ. Nên là trong thời gian này nó báo hiệu tháng này cái vận trình nó khá hanh thông thuận lợi với những người tuổi đinh hợi nhất là về vấn đề tài lộc và sức khỏe. Về cơ bản ấy, thì những người tuổi đinh hợi sẽ duy trì được những khoản thu có từ trước đó. Nếu mà có cách chi tiêu hợp lý thì gia chủ không phải lo thiếu tiền, mặc dù là ở tuổi già thu nhập thì cũng gì. À, lao động thì cũng không được khỏe khoắn như lúc trẻ nữa. Thời điểm này thì gia chủ còn nhận được những khoản tiền biếu xén của con cháu trong nhà khiến cho túi tiền thêm được dư giả. Đó. Nói chung ấy trong cái tháng này lại có liên liên bác sĩ nữa, như là bệnh nữa. Nên là ấy, gia chủ không cần phải quá lo lắng về tình hình sức khỏe. Nếu mà có bệnh ốm đau bệnh tật ấy, thì cũng nhờ thầy nhờ thuốc hợp thầy hợp thuốc mà cũng nhanh chóng được chữa khỏi. Tuy nhiên, tuy nhiên thì quý vị cũng đừng chủ quan đừng chủ quan mà lơ là ở à, cái tuổi này rồi tốt nhất là nên tập trung vào cái sức khỏe của mình là chính đó như vậy tháng 2 là một tháng tốt tiếp theo chúng ta xét tháng 3 là tháng canh thìn tháng ba canh thìn thì canh thìn chúng ta có lưu niên mộc dục nó nhập mệnh đó cái lưu niên mộc dục nó báo hiệu cái tháng này cái mối quan hệ của những người tuổi đinh hợi cũng khá là tốt gia chủ sẽ duy trì được cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh nên thường xuyên được quan tâm giúp đỡ à, những người tuổi đinh hợi là những người sống trong gia đình bình yên, hạnh phúc à, Gia chủ và nửa kia của mình đã sống hơn nửa đời người với nhau Nên là đôi bên ấy, cũng luôn thấu hiểu và bao dung Biết cách chăm sóc lẫn nhau mỗi khi mà ốm đau bệnh tật Con cái thì trưởng thành và ổn định Cũng sẽ giúp bớt đi được cái lo lắng phần nào Gia chủ cũng nên học cách buông bỏ những cái nỗi lo toan của mình xuống Để con cháu có thể tự lập và tự chủ làm những điều mình muốn Trong cái tháng 3 lịch thì lại có lưu niên kỉnh dương kinh dương và và trực phù đây là cái hai cái hung tinh nó chủ về cái thương tật mất phát nên những người tuổi đinh hợi à, sinh năm 1947 ấy, cần phải chú ý kẻo lại gặp nạn à, tuổi cao chỉ có một cấn à, tuổi đã cao rồi chỉ cần một chấn thương nhỏ thôi thì cũng khó có thể bình phục được đó à, vậy nên trong tháng này cũng là quý vị cũng cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé đó nên là tháng này cũng là một tháng bình thường tiếp đến chúng ta sẽ đến tháng tư là tháng tân tỵ tháng tân tỵ thì chúng ta cùng diễn là tỵ hợi là tương xung tỵ tương à, thêm nữa trong tháng này lại có lưu niên trường sinh trường sinh nó ăn ngữ lưu niên trường sinh nó báo hiệu cuộc sống của những người từ đinh hợi ấy. nói chung là thiên về cái sự bình ổn à, các gia chủ đã biết hài lòng với những gì mà mình đang có nên cuộc sống cũng giảm bớt được nhiều cái áp lực hơn nữa à, trong thời gian này những người từ đinh hợi còn là cái chỗ dựa vững chắc cho con cháu trong nhà à, giúp gia đình duy trì được cái sự bình yên yên ổn và hạnh phúc À nhưng mà trong tháng này lại có liên niên thái tuế nữa như vậy vậy nên nó cũng đem đến những cái rắc rối cho bản mệnh về cái phương diện sức khỏe lẫn sự nghiệp à, sức khỏe thì giảm sút nhiều bản mệnh nên hạn chế đi xa một mình à, trong thời gian này thì những người tuổi đinh hợi nên suy nghĩ tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể nhiều hơn để tinh thần được thoải mái ngoài ra ấy, thì gia chủ cũng nên tránh làm việc một cách lao lực gây tổn hại cho sức khỏe của mình nếu mà cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên đi khám chữa ngay À, không nên để kéo dài kéo bệnh tình càng thêm nghiêm trọng lúc đó thì khó chữa bên cạnh đó trong tháng thì quý vị cũng cần phải đề phòng những cái họa viết quan bị té ngã đó hoặc là những cái tai nạn bất ngờ nó xảy ra đó như vậy tháng này là tháng xấu nhá xấu đó tháng xấu với những người tuổi đinh hợi quý vị cần phải hết sức lưu tâm tiếp đến chúng ta sẽ tháng năm lịch nó là tháng nhâm ngọ ở trong cái tháng năm lịch thì có lưu niên dưỡng nhập bệnh lưu niên dưỡng nhập bệnh nên là nó sẽ mang lại nhiều cái điểm lành, điểm báo cát lành cho những người tuổi đinh hợi năm mạng. Cuộc sống thì bình ổn, không xảy ra nhiều cái biến cố nào quá lớn. Bản mệnh hài lòng với cái cuộc sống hiện tại, vui vẻ bên gia đình con cháu, thoải mái tận hưởng cái công sức lao động của mình trong suốt những năm tháng à, tuổi trẻ của mình. À, thêm nữa, trong tháng lại có lưu niên thiếu dương, thiếu dương nó chiếu mệnh, nên là đời sống tinh thần của những người tuổi đinh hợi nhìn chung ấy thì cũng khá là vui vẻ gia đạo thì hài hòa có thể đoán tin vui hay là cưới hỏi thêm con thêm cháu có điều trong tháng này thì có ông thiên không và ông tiểu hao nó báo hiệu là chuyện mất mát về tiền bạc tiền của sự suy giảm về tiền bạc tài lộc cũng bởi gì quý vị có thể là do gì do do cái vấn đề tài chính nó có vấn đề hoặc là gì quý vị phải lo bỏ tiền ra để chữa bệnh do cái tuổi già của mình cũng có thể là đầu tư làm ăn bị thua lỗ à, vậy nên các giao dịch tài chính, quý vị cũng cần phải kiểm soát tính toán cẩn thận trước khi mà rút tiền, kẻo lại trắng tay lúc nào không hay. đó à, Nói chung cái tháng này cũng là một tháng trung bình, nhé, nó cũng không được tốt lắm. Quý vị cũng cần phải quan tâm đến vấn đề tiền bạc, à, đúng không ạ? Trung bình. Thì quý vị cần lưu ý vấn đề về tiền bạc, kẻo mất tiền oan nhé. À, đặc biệt là chú ý về sức khỏe, không được gì, lại bỏ tiền đi để chữa bệnh. À, tiếp đến chúng ta xem tháng 6 âm lịch, tháng 6 là tháng quý mùi. À, trong tháng 6 lịch thì dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm một đất thai, Đã. À, nên là trong thai, thời gian này ấy, nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn vướng vào cái chuyện thị phi tai ách, cái họa khẩu thiệt thị phi nó gây hại cho sức khỏe. À, khi mà không có được sự an tĩnh trong tâm ấy thì gia chủ khó có thể có giấc ngủ ngon như ý được. Vì thế quý vị hãy cố gắng dẹp bỏ những cái lo lắng những cái phiền muộn ra khỏi cái đầu mình trước tiên khi lên giường ngủ. À, trong tháng này lại có cái lưu niên tăng môn lên tăng môn nói chung ấy nhắc nhở quý vị nên chú ý cái tai nạn xảy ra trong thời gian này vì thế bản mệnh khi mà tham gia giao thông cũng cần phải cố gắng đảm bảo cái an toàn ở cái mức tối đa nếu không ấy thì sẽ có nguy cơ tai nạn va chạm gây ra sự tổn hại về sức khỏe tiền bạc cũng như là tài lộc à, bản mệnh cũng cần phải để chuẩn bị cái tinh thần đấy để gì đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại có cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ nên ấy thì có khó khăn bệnh tật thì cũng có được quý nhân xuất hiện và cũng sẽ giúp đỡ kịp thời nên đây cũng là một cái tháng mà những người tuổi đinh hợi cũng khá là may mắn tốt lành đấy tốt nhá tiếp theo chúng ta xét tháng 7 âm lịch tháng 7 là tháng giáp thân tháng giáp thân thì chúng ta có gì liên liên tuyệt nhầm bệnh đấy, liên tuyệt nhầm bệnh nó khiến cho các mối quan hệ xã giao không còn được hảo hữu nữa à, bản mệnh thì ăn nói nên giữ mồm giữ miệng thì mới tránh được cái họa thị phi thì ngoài ra cần đề phòng cái hạn tiểu nhân lợi dụng lừa gạt hay là gì lấy mất mát tiền bạc à, cũng may là trong tháng này có lưu niên thiếu âm này tấu thư này và cái sao thiên việt đấy à, nó cũng khiến cho cái lối sống khiêm nhường hài hòa nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi đinh hợi trong thời gian này cũng sống khá là khiêm nhường hài hòa à, gia chủ còn nhận được cái sự tin tưởng yêu thương của con cháu trong nhà và những người ngoài bên cạnh đó có khó khăn thì cũng được thiên việt quý nhân này đấy, tương trợ giúp đỡ nên là vận trình của cái năm ấy nó cũng sẽ là hanh thông hơn thuận lợi hơn Tiếp đến chúng ta cùng xét đến tháng 8 lịch Tháng 8 âm lịch là tháng ất dậu Tháng ất dậu thì có liên liên lưu niên mộ nhập mệnh liên mộ nó báo hiệu tình hình sức khỏe của bản mệnh Có dấu hiệu bị suy giảm so với cái khoảng thời gian trước đó Gia chủ dễ vướng vào cái chuyện là đau ốm Phải tốn nhiều thời gian và công sức để thuốc men để chữa trị à, Tuy nhiên gia chủ cần phải giữ thái độ lạc quan tích cực đấy à, Tích cực chữa trị như vậy thì sẽ thấy gì? cái bệnh tình có thể tiến triển tốt hơn Thêm nữa, trong tháng này lại gặp cái ông quan phủ và cái ông phi liêm là khai không tinh nó mang lời lời cảnh báo với những người từ đinh hợi là làm gì cũng cần phải chú ý nhất là các việc liên quan đến pháp luật đến chính quyền bản mệnh có thể mất tiền vì nghe theo những lời dụ dỗ nếu mà có ý định sử dụng cái khoản tiền lớn thì tốt nhất nên bàn bạc với gia đình với con cháu thì sẽ gì đảm bảo được hơn đó như vậy cái tháng này, này nó cũng không tốt nhá xấu nhá tiếp theo chúng ta xem tháng 9 là tháng minh tuất tháng minh tuất thì chúng ta có liên liên lâm và đất tử đã có thêm tử phù và và hỷ thần nói chung ấy Lưu niên là một đất tử lại có thêm tử phủ, nó chủ về tang thương, chủ với rắc rối, nó báo hiệu tình hình sức khỏe không được tốt. À, do tuổi đã cao nên bản mệnh nên chú ý chăm sóc cái sức khỏe của bản thân, đi lại phải cẩn thận, tránh cái việc làm, tránh làm việc quá sức, có thể cậy nhờ con cháu chứ đừng tự làm mọi thứ. Ngoài ra thì trong thời gian này bản mệnh cũng phải hết sức lưu ý đến vấn đề ăn uống, tình trạng tiêu hóa cũng kém dẫn đến các triệu chứng khó chịu ngộ độc thực phẩm nó có thể xảy ra. À, trong tháng này may mắn là có ông gì? Ông Hỷ Thần Ông Hỷ Thần ông chiếu mệnh à, Vậy nên cái lưu niên Hỷ Thần nó cũng sẽ giúp cho tinh thần Của những người tuổi đinh hợi nam mạng Trong thời gian này thêm phần phấn chấn Hỷ Thần nó chủ về vui vẻ hòa nhã Mang đến nhiều cái phước lành và cái năng lượng tích cực Cho những người tuổi đinh hợi Bởi vậy nên gia chủ hãy gạt bỏ mọi sự lo lắng Mọi cái áp lực để đón nhận những cái điều tốt đẹp An nhàn hưởng cái tuổi già Vui vẻ bên con cháu ở cái tháng 9 năm lịch À, như vậy tháng 9 Nói chung là cũng không tốt lắm Nó là một tháng bình thường nhé Trung bình Nói chung là hơi hơi xấu một chút Tiếp đến chúng ta sẽ đến tháng đinh hợi Tháng đinh hợi thì chúng ta có lưu niên bệnh nhập mệnh Lại theo ông tuế phá và cái bệnh phù Nói chung ấy, tháng này chắc chắn là chủ yếu sức khỏe đó à, Có lưu niên bệnh nhập mệnh Lại thêm cái bệnh phù và tuế phá Nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của những người tuổi linh hợi Sức khỏe thì có đôi phần xa sút do cái tuổi cao Ngoài việc sinh hoạt điều độ Ăn uống đủ chất thì gia chủ cũng nên thăm khám định kỳ, không nên chủ quan làm việc quá sức. À trong thời gian này gia chủ cũng cần phải tập cái thói quen đấy buông bỏ cái gánh nặng, không nên để cảm xúc nó chi phối cái hành động của mình. Khi mà gặp phải vấn đề thì bản mệnh có thể nhờ sự giúp đỡ và chia sẻ của con cái cũng như là nửa kia chứ không nên ôm đồm một mình vào lòng nhé. Đó. À, tiếp theo, chúng ta là tháng 11. Tháng 11 là tháng Mậu Tý. Trong tháng Mậu Tý thì có lưu niên suy nó nhập mệnh, đúng không? lại có thêm ông đại hao nữa. Đấy. À, vậy nên lưu niên suy nhập mệnh nó ảnh hưởng nhiều đến cái vận trình của những người tuổi đinh hợi nam mạng. Bản mệnh trong tháng này thì tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích trò chuyện với mọi người, à, có nhiều tâm sự trong lòng. Đấy, tình cảm gia đình thì trong thời gian này cũng thì không mấy được gần gũi. Đấy. Để thoát khỏi cái cục diện này chỉ còn cách là gì giải tỏa cái áp lực của cuộc sống, dành thời gian để gặp gỡ bạn bè, những người đồng niên đồng nghiệp. Đó. Quý vị đừng tự tự nhốt mình trong cái cô đơn. À, có tâm sự hay là chuyện buồn hãy giải bày với những người thân với con cháu chỉ cần giải tỏa được cái nút thắt trong lòng ấy, thì sức khỏe ắt sẽ được ổn định hơn à, thưa quý vị những người tuổi đinh hợi nam mạng thì nhờ có sự nhân hậu đôn hòa nên là gì lại thêm được cả san long đức để chữa bệnh nữa nên là nó cũng sẽ giải trừ được những cái bệnh tật hoặc là những cái tai họa nhỏ mang lại cái may mắn tài lộc mang lại cái hỉ sự cho quý vị thêm được ông thiên khôi là cái quý nhân nó giúp đỡ nữa Tâm ra là gì tháng này cũng là một tháng khá là may mắn với những người tuổi đinh hợi nhé đây cũng là một tháng tốt, tháng cuối năm tốt. Tiếp theo chúng ta xem tháng 12 lịch là tháng kỷ sửu. Tháng kỷ sửu thì có lưu niên đế vượng nó nhập mệnh, lại thêm bạch hổ hung tinh cũng như là cái phục binh. Đó. À, cái nguyên lệnh lâm đế vượng đấy lại có các khí từ cục diện tam hội là hợi tí sửu nó tương trợ nó giúp đỡ. Nó dự báo là sức khỏe của những người tuổi đinh hợi trong thời gian này cũng khá là tốt, không xuất hiện những dấu hiệu bệnh tật nào nghiêm trọng. Ở à, trong thời gian này nó xuất hiện cái bạch hổ hung tinh ấy, thì nó cũng báo hiệu là gì quý vị cẩn thận trong vấn đề đi lại dễ bị mất trộm mất cắp hay là gì à, dễ bị những cái bệnh tật thương tật do tai nạn mà ra đó bên cạnh đó thì nó cũng báo hiệu những người tuổi đính hợi trong thời gian này dễ vướng một cái họa huyết quan vì thế gia chủ cần phải cực kỳ quan tâm đến cái sức khỏe của mình hãy luôn cẩn thận khi đi lại để tránh gặp sự cố không đáng có à, cái việc luyện tập thể dục thể thao đúng độ tuổi cũng cần phải lắng nghe cái sức khỏe của mình không nên luyện tập quá sức kẻo lại gì phản tác dụng nếu mà cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì gia chủ cũng cần phải lập tức báo với con cháu đi khám chữa ngay, không nên giấu bệnh và cũng không nên cố gắng chịu đựng nữa, khiến cho bệnh ngày càng trở nên nặng. Đến lúc đó thì sức khỏe vừa tổn hại lại vừa để tốn thêm nhiều tiền để chữa bệnh. À, tuy nhiên tháng này đúng không? cũng khá là gì khá là may mắn may mắn do có nguyệt lệnh đế vượng nó 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 ủng hộ cũng như là cái cục diện tam hội nên là cũng nâng đỡ được nhiều phần đó À, nó cũng giảm đi được phần nào ảnh hưởng của cái thông tinh bạch hổ và à, cái gì cái, cái 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 những cái phục binh này khiến cho quý vị có một cái tháng nói chung là tháng ăn tết cũng khá là vui vẻ không phải lo lắng nhiều đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi đinh hợi sinh năm 1947 nam mạng trong cái năm 2025 năm ất tỵ đó à, hy vọng những cái thông tin vừa rồi mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế và đưa ra được những hành động chính xác giúp quý vị có thể su cát tị hung ấy, gặp được nhiều may mắn tài lộc trong cuộc sống cũng như là trong công việc à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn.